tự học là học viên tự nghe video hướng dẫn và làm theo khi là học viên của trung tâm học viên được cấp quyền truy cập vào giáo trình với tên đăng nhập và mật khẩu các bạn truy cập vào website kế toán việt hưng com click vào đăng nhập đăng ký và điền tên đăng nhập mật khẩu nhấn đăng nhập các bạn nhấp chuột trái vào chữ vào học click chuột vào khóa học các bạn tham gia trong khóa học có rất nhiều phần các bạn làm lần lượt theo thứ tự các phần trong mỗi phần thì có các hóa đơn, chứng từ và video hướng dẫn. Các bạn click mở phần mà các bạn muốn xem. Dưới mỗi hóa đơn, chứng từ có chữ video hoặc chữ misa để nghe được video. Các bạn click chuột vào chữ video. Muốn nghe video các bạn nhấp chuột trái vào màn hình video, góc trên cùng bên trái. Muốn tạm dừng các bạn nhấp chuột trái vào màn hình video. Muốn xem toàn màn hình thì các bạn nhấn vào mũi tên góc trên cùng bên phải để thu nhỏ video thì các bạn nhấn vào mũi tên góc trên cùng bên phải của màn hình video hoặc nhấn vào phím esc ở trên bàn phím muốn dừng hẳn video các bạn nhấn đóng muốn chuyển sang hóa đơn chứng từ khác các bạn nhấn vào tiếp theo hoặc các bạn nhấp chuột vào trang mà các bạn cần xem muốn chuyển sang phần khác thì các bạn chọn chuyển tới và lựa chọn đến phần mà các bạn cần mở để trở về khóa học các bạn click chuột vào quay lại khóa học. Cuối mỗi khóa học có bài trắc nghiệm để kiểm tra lại các kiến thức và nội dung mà các bạn đã tham gia. Làm phần trắc nghiệm nào thì các bạn lựa chọn phần trắc nghiệm đó. Chọn bắt đầu kiểm tra. Lựa chọn phương án đúng thì các bạn tích chọn, muốn xóa lựa chọn để lựa chọn lại các bạn chọn xóa lựa chọn. Làm câu hỏi tiếp theo, các bạn nhấn vào trang tiếp. Nếu như có câu hỏi tự luận thì các bạn phải điền phần tự luận của các bạn vào ô vuông ở bên dưới. Khi lựa chọn hết tất cả các câu trắc nghiệm rồi, các bạn chọn nộp bài và kết thúc. Trong web mở ra cho các bạn câu trả lời ở bên dưới để các bạn đối chiếu và tham khảo. Trong quá trình tự học, học viên có vấn đề thắc mắc cần trao đổi, các bạn liên hệ hotline của kế toán Việt Hưng hoặc click vào hỏi đáp, click vào thêm câu hỏi mới. Lúc này các bạn điền tiêu đề và nội dung câu hỏi nhấn gửi thảo luận. Khi kế toán Việt Hưng trả lời câu hỏi có thông báo ở góc trên cùng bên phải hoặc các bạn click mở ra câu hỏi mà các bạn đã đặt chúng ta sẽ thấy được câu trả lời của kế toán Việt Hưng bên dưới. Để hỗ trợ được nhanh hơn các bạn cũng có thể chọn vào Messenger điền câu hỏi các bạn cần hỏi và nhấn gửi kế toán Việt Hưng sẽ phản hồi ngay đến các bạn.